Anh không hiểu kìa, nói rõ đi. Nói về đi, về là sao, là cứu khách hả? Hả? Giờ kiếm nước là gì? À, không hiểu, không hiểu. Nó chắc gì quá. Là đá gà hả? Là đá gà hả? Kiếm lúa là gì? Anh không hiểu kìa, em như nói rõ kìa. Hả? Chơi còn nhiêu, chút nữa mình chơi chứ không ca không cao, chạy bỏ đi, hát hoài vậy đó. Chịu nổi không? Đầu quá dài quá. Đóng cửa lại nghe lớn không? Chứ mà mở cửa nghe. Ai uống nước dừa không kìa? Cái gì cây cầu kìa. Mẹ giá đậu đi. Con này cái qua là 600 ngàn. Con gắn kia 2-3 trăm rồi. Người nào có đôi không? Con ở dưới ai qua chạy xuống nhà. Gắn máy như là khách rồi. Bố con ngon hay con. Có mấy cái hả? Tôi thấy ở ngoài thành phố nó đặt theo dính cái rắn hổ đất không? Mấy cạnh rồi đó, có gắn vào trong đây đâu, có gắn đồng đâu. Mà đặt cái gan của ông vậy đó. Nó làm gì vậy nè? Để lúa với cái chuột giống á. Tôi làm đó. Để lúa chuột là gắn nó vô hả? Tức là lúa mình nuôi con chuột cho nó sống vài ngày vậy đó. Ủa đặt tới vài ngày đó hả? Là có khi ăn xa để 2-3 ngày mới thăm lần. Con của mình ở gần nhà bữa nào người ta lấy đi. ba cái bao với bông khăn mình đó. Mình quay đầu ra sao? Mới còn lấy nha. Mà bao đừng có mới quá, cũng cũ quá lận đó. Con bự nhỏ đặt trước. Mà ở ngoài đồng có 2-3 cái, không phải nhiều cũng được. Đó. Lấy cái lợp đặt hả? Dạ, em lợp ra tự làm luôn. Đủ một cáo ngoài à. Hả? Cáo đặt, cáo đặt gọng gắn. Hả? Cáo đi làm cưới vợ. Tôi vô tình viên tôi mua giải nè. Thằng Chí nó mua chị vợ không? Dạ, mấy áo đi cao luôn. Trời ơi, nè lên hình nó đẹp như kìa không? Hả? Nè lên hình nó lại khác nè. Trong năm đường
nhận cho chơi quýt. Không, mà tôi vỗ tay không có nổi nữa, tôi đâu có vòng tròn xin miếng đây.